Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với những nội dung tiếp theo trên kênh của mình nhá. Lại tiếp tục là ở cái chợ quê của mình đấy các bạn ạ. Hôm nay ra ngoài chợ xem này có cái gì, món gì không, mua về để làm bữa cơm liên hoan, bữa cơm cho thợ các bạn ạ, cho mấy anh thợ hộ mình làm một chút việc đấy. Đến đây một cái. Đây. Ui ui, bình tĩnh. Các bạn lên đây một cái là gặp bắt gặp vợ chồng Đô Thủy đây đang làm bán quả vừa này. Dạo này buôn bán kinh doanh ác nhỉ. Không có tiền thì cái gì phải lăn ra anh xin mời. Vợ chồng Đô Thủy các bạn ạ. Bên đây hai vợ chồng thì đang lấy đào để bán. Cái đào này mình là cũng là hai vợ chồng mình cũng giới thiệu là để sang bên chỗ khu nhà ngoại của mình bên kia để lấy đi các bạn. Cũng là mua là đào của đồng bào người Mông của mình trồng ở trên núi ấy. Nói chung thật sự đào sạch. Đào cực kỳ ngon luôn. Thế nào bán được mấy cân rồi? Vừa đổ ra thôi. Vừa đổ ra đây các bạn ạ. Úi. Quả nào quả đấy chất lượng. Trước đấy thì mình cũng làm vào vườn nhà chú Quang đây các bạn, cũng làm đào cũng như thế này này. Cũng ăn cực kỳ ngon, với lại là cũng mua về nữa. Nhưng hôm nay được. Ăn đi, thì nãy là cũng ở đây. Chào bán như thế này mà cho ăn thử, ngon thì mua. Chào hàng cái này mà các bạn. Thế này thì thảo nào à. Bán thì lần nào bán cũng đắt khách, lúc nào cứ lấy cái gì ra bán là hết sạch lúc đấy. Được. Kinh nghiệm vía cao lắm. Đây. Quá ngon chất lượng. Hôm nay có vẻ là sớm quá sao nhỉ? Cũng mọi người không thấy là họp chợ đông mấy nhỉ? Chợ sớm đi. Tao giới thiệu bên này thì ai ai mua? Sai cái đồ. Không có một tí sâu nào luôn. Có chứ? Không có. Đây đây. Cái này là con bọ ấy ăn thôi. Nó làm gì sâu đâu. Ai mua đào đi, đào từ trên núi xuống đây, đào đào sạch đây. Đầu tiên đào lấy từ cái gì nhỉ? Chứ tôi nó không ăn cắp ở đâu nhỉ? Đào tiên đây. Quả sơn à? Đâu, ai bán không? Quả sơn. Không phải hoa quả sơn, nó là cái gì chứ nhỉ? Ngon lắm. Đi lấy cho. Tiệc hội bàn đào cái gì ấy? Thôi Thùy đang bán đây, mình đi một vòng các bạn xem là có cái món có gì mua về nấu cơm ăn. Để con ăn một chút nữa, còn hai anh thợ còn lên nhà ăn cơm nữa cơ. Măng đắng. Đắng sao đắng đây? Toàn các loại thứ là ở quê của mình không đấy các bạn. Và cà đắng. Bán cà đắng nhưng là kèm luôn theo sau cả gia vị luôn này. Gừng, xả theo sau luôn. Ngọt kia. Cái món rau này thì là không nói rồi. Rau thơm. Mọi người mọi người rau. Quả này á? Quả lắc lẹ cái gì ấy? Quả lắc lẹ cái gì ấy? Quả lắc lẹ. Ở đây thì cá sông, cá suối các bạn ạ. Còn bên này thì rau này. Bác gái, bồ đô. Các loại rau sạch. Ở chỗ này đồ ăn chín. Đây. Mình nhìn thấy cá ở đây bán đây rồi. Ấy, vậy ra chắc là mình mua cá về làm cái món gì đấy đây các bạn ạ. Cá nhảy ra rồi kìa. Con này cá nhảy. Con mèo nhìn thấy con mèo đấy. Con mèo nhìn thấy định nhảy ra định cướp ấy. Con mèo giống con mèo nhà vàng mình thật. Đây cái này cá ao của nhà em đây à? Vâng. Trang. Được rồi. Xem có cái gì đâu. Nhìn con mè này ngon thế nhỉ? Con mè này làm gỏi phải nói rồi nhỉ? Nay có mấy người mua mè về làm gỏi đấy. Mè làm gỏi à? Con này phải là phải độ 2 cân nhỉ? Cái có con gì đây trong này? Không, cái con này này. Con đỏ đỏ trong này. Chép anh ạ. To hết đấy. Vừa cả.
Làm con cá mè và ăn gỏi anh ơi. À, con mè trắng với ăn gỏi đi. Theo là dự kiến của Đô là mè trắng với làm gỏi à? Thế được, chốt luôn mè trắng luôn, làm gỏi. Bắt cho anh con mè trắng to kia đi. Để về làm gỏi. Làm gỏi ai? Con củ rẻ còn gì nữa. Làm gỏi á? Ừ. Một tí đi ăn cơm nhá. Hai vợ chồng nhá. Làm gỏi đau bụng lắm. Bán hết đào nó mới ăn cơm được. Bán hết đào ra. Anh mua hết đi. Tí là hết rồi. Đúng rồi. Đây không? Con này à? Đấy con đấy. Đập chết đi, có cho đấy thì nó rách túi ấy. Chết làm sao mà. Ăn vô con này lòi do mà. Ủa bị cái gì đây? Trứng. Kệ nó. Cho đầu vào trước. Cái đấy phải bán rẻ đi nhá, nó bị cái đấy. Nó chiều một tí các bạn ạ. Vẫn còn mà. Có to phết đấy. Mấy cái to người ta lấy hết, còn con chấm to đấy này. 2 cân mốt à? Tành thế nhỉ? Mua ít rau gì về nấu canh nhỉ? Rau nhập của mình thì vẫn còn chưa lên. Chắc lấy bó rau ngót về nấu canh. Rau ngót này, rau mùng tơi này. Cháu thích ăn rau ngót cơ. Cho đít vào chứa. Lấy một tơi trộn vào nó ngon. Không, cháu thì lấy một mớ rồi. À con đấy chị đang nhặt cái gì? Cái giảo của Lam đúng không? Lam bó với xào trứng anh. Giảo của Lam. Cái gì cũng muốn ăn, cái gì cũng muốn lấy nhưng không có tiền. Tiền cất trong túi thì mở túi ra. Hay là lấy rau thối này ăn? Có thì mở ra hết rồi, rau thối á. Quan rau thối không? Em á? Mình chịu rau này thôi. Mua đào này ra ơi. Đào vừa đi hái về. Thôi nhỉ, hai anh em về nấu cơm ăn thôi nhỉ, nấu nướng thôi nhỉ. Xong là một chút nữa còn hai vợ chồng Đô Thùy ăn cơm nữa. Về đến nhà các bạn, hai con chó này. Đi sang bên trên nhà. Ông bà ngoại trên kia một hai ngày về các bạn này. Cơ mua con cá về làm gỏi các bạn, với lại làm thêm một con vịt nữa. Chiều nay hai anh em vừa đi bắt con vịt về. Vịt để cho Úy làm, còn mình thì vào làm món gỏi các bạn nhé. Mày làm cơm là có ha, là có mấy anh thợ các bạn là cũng về hộ mình làm một chút, sửa sang lại một chút nhà một chút đấy. Vì thế là làm cơm mời mọi người ăn, tiện thể mình cũng quay ghi hình luôn các bạn. Thôi mình sẽ để máy rồi vào làm cùng với Úy nhé. Cá nhiều trứng thật, toán trứng không này. Cá nào nhà anh à? Mua. Riêng bộ trứng của nó là gọi là
đã đủ no rồi này. Có gai có trứng thì nó người nó mỏng. Nó mỏng thịt này. Mỏng thịt lắm. Đây không hẳn nó ra. Ở từng đấy nó bụng nó lấy gì. Cắt từ trên xuống giữa xương. Này mỏng lắm. Chắc tốt xương rồi. Cuối cùng này vẫn nhờ đầu bếp này thôi. Chuyên làm các món cá, món gỏi. Nói chung là đi phụ bếp trước quý được 3 ngày thôi mà. Trước một quán cơm của Hà Di. Trước nhà rau ở khách sạn Pao. Trước nhà rau ở khách sạn Pao được 3 ngày ấy. Giả đâu. Vẫn thua em ở Mường Thanh đâu ơi. Mày nhà rau ở Mường Thanh mấy ngày? Tuần ấy. Ô toàn đội nhặt rau không mà nói, bảo toàn đi làm nhà hàng kia không thế này. Cái nếu mà tuyển mà đi làm là đầu bếp ẩm thực là thế này là hỏng. Nhiều lúc này đầu bếp ốm thì mình vẫn vào chứ. Bà Nhâm tưới rau bên này trồng ít rau bí với là với một ít dưa nữa các bạn ạ. Mà cho em. Lý của mình thì sang bên ngoại các bạn hôm qua hôm kia cũng lên ngoại chơi thì tiện thể ở trên đấy chơi, chắc mấy hôm nữa đi đón về. Đây vịt đã xong mà cho lên luộc các bạn. Đây các bạn. Đây các bạn thấy cái này cái gì không? Đó. Thịt sấy, thịt hút khói đấy các bạn. Ba chỉ. Đó, chất lượng các bạn. Nay vừa rồi mình mổ một con các bạn, mổ xong bảo lấy sấy lên như thế này này. Cái này lợn đen các bạn nhìn nó biết không? Nhìn này, mỡ nó nhiều nhỉ. Thịt nạc nó ít, thịt mỡ nhiều cũng được cái là nó là nó chất lượng. Cái này à, một thời gian nữa mang ra bao là luộc hay là xào ăn thì tuyệt vời luôn. Thì trên kênh của mình thì vẫn bán những cái thịt trâu sấy này với lại thịt lợn sấy như này các bạn nhé. Ai có thể mua thì liên hệ với mình, số điện thoại ghi trên màn hình ấy. Vẫn bán các loại gia vị Tây Bắc.
dược liệu Tây Bắc các bạn. Cái này là bố mẹ của mình ở nhà là đun, là đun bằng cây quế này với lại là hun bằng lá quế, không đấy các bạn, thế là thì nó rất là thơm chất lượng. Đang làm món nước chấm này, cái gì đây? Cái này em dã chấm chéo để ướp cá mà. Cá nướng. Cá nướng đấy thì có cá rô nướng đấy. Cá rô, mắc khén, cá chanh, hay à? Ớt tươi. Đấy. Dã để giao tay khớt. Những người mới một tay một chân vào làm nó nhanh các bạn, thì việc làm đấy, cái này đúng chuẩn là cá rô ao luôn này, nhìn này người nó không được béo lắm nhỉ, nó gầy hóp là cái bụng ngon. Nhưng mà nuôi cá mình nhìn con nào đấy nhìn tròn vo còn béo lắm, con này nó dài. Đông cỏ xanh tích. Thanh niên. Ừ. Xin chào các bạn nhé. Cứ sắp đến giờ ăn là lượn ngó lên ngó xuống chỉ đợi thôi. Nghe là đến giờ ăn cơm mới xuống ấy, anh bảo cứ xuống hộ đi, để ráng tôi nhiều hộ. Đây món đây này. Đâu? Thế bảo xuống hộ không? Không biết hộ. Khi nãy là không có đầu bếp hai, bây giờ có đầu bếp hai nữa thì. Món này mình cứ làm được mà, cái này có. Mình thì cầm máy thì quay ghi hình, còn một mình quý không làm này. Xong được thì bảo gọi đô. Nhưng có hai xuống phát là các đầu bếp xuống, ai đỡ hết bao nhiêu. Nhìn thấy chất lượng không? Đấy. Vàng ươm. Cái này hôm nào nhà hết thì xuống xin vài miếng nhá. Bao vị xào với rau cải. Không có đâu. Nhìn ao khảo phế nhìn đây có thứ. Ơ ao khảo phế mì. Cái này đó. Đấy. Cái nhìn. Hai cân mì. Cho cả cái kia vào à, cả xoài non vào à? Xoài rồi. Ú, làm cái nó không được đều đâu, đôi là. Để thái chỉ đi, để thái chỉ đi. Để thái chỉ gọt, đi, cái đấy thì nó bột lắm. Cứ gọt vỏ đi, xong rồi để tí nó. Gọt vỏ thôi. Ô, cái này. Đấy, con dao bé bé đâu thì gọt cái này. Cô, khi cho cả pha này. Các bạn khởi cứ khỏe đâu. Tận dụng quay em luôn. Cho anh ta khám khảo. Cái phố này vẫn thao kỳ cây về. Sao đi bật đi nha.
cơm mình đã xong rồi các bạn ạ. Nói chung là hôm nay nó khá là đông vui luôn. Có thể làm bữa cơm thì làm cho là mấy anh em anh thợ đây hộ mình làm sửa một chút nhà đấy các bạn ạ. Với lại có tiện thể có mấy anh em nữa lên chơi cùng luôn. Cũng khá là đông luôn các bạn. Cái này tính ra phải là hai mâm mới đúng đây. Nhưng thôi ngồi một mâm vào cho nó tình cảm các bạn ạ. Toàn là đàn ông con trai thôi. Thùy thì làm không xuống nên nãy đồ cũng bảo rồi. Bảo là cũng bận là cua bin nữa các thứ gì nữa các bạn. Thôi anh em mới vào để chiến đấu nha. Xin mời các bạn bữa cơm cùng với gia đình của mình nhá. Cơm thì các món thì tự đi chợ tự mua về tự làm thôi các bạn. Ồ đúng đúng thật, hai mâm là hợp lý. Khá là đồng. Tôi các bạn ạ, mình sẽ để máy xa ăn cơm cùng với mọi người trong gia đình nhé. Cái không khí thì bữa cơm ấy thì mình có hai cái hình suốt rồi các bạn ạ.